lên thăm nó đông rồi các bạn. Ghê không? Lửa không cho nó. Đó. Mở nó đông ra, khui ra cái móc. Nguy hiểm lắm các bạn. Nhưng mà là nghề thủ công đó, người ta sống quanh năm vậy các bạn. Đây là khu làng nghề gạch của Vĩnh Long các bạn. Chùm thủ công từ xưa đến giờ các bạn. Vẫn là chùm chân tay gạch khi lò mà gần chín các bạn. Nên núi đông cái mình thăm khi nào chín cái bích đó, giờ đang móc. À, lỗ đông còn đầy quá, họ cái sắt mà không lúng mà bít gì. Này là lỗ đông khi nào giật hông gạch nó chín nhiều mới bít được nha các bạn. Giờ lên thăm. Chụm đốt ra cho các bạn, đốt ra cho cái có ra cho nó mua cho nó trồng cây trái rồi.